안녕하세요, 여러분. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Hàn qua hội thoại. Bài số 4. 날씨와 계절. Thời tiết và mùa. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những từ vựng của bài ngày hôm nay. Đó là những từ vựng về thời tiết và mùa. Các bạn hãy cùng nghe và nhắc lại nhé. 계절. 계절. Mùa. 봄. 봄, mùa xuân. 여름, 여름, mùa hè. 가을, 가을, mùa thu. 겨울, 겨울, mùa đông. 날씨, 날씨, thời tiết. Các bạn hãy nghe lại nhé. 계절, 계절, mùa. 봄, 봄, mùa xuân. 여름, 여름, mùa hè. 가을, 가을, mùa thu. 겨울, 겨울, mùa đông. 날씨, 날씨, thời tiết. 따뜻하다, 따뜻하다. Ấm áp. 덥다, 덥다, nóng. 시원하다, 시원하다, mát mẻ. 춥다, 춥다, lạnh. 눈이 오다, 눈이 오다, tuyết rơi. Các bạn hãy cùng nghe lại một lượt nữa nhé. 따뜻하다, 따뜻하다, ấm áp. 덥다, 덥다, nóng. 시원하다, 시원하다, mát mẻ. 춥다, 춥다, lạnh. 눈이 오다, 눈이 오다, tuyết rơi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang hội thoại của bài ngày hôm nay. Thề hòa, hội thoại. Chúng ta sẽ có hai nhân vật, đó là bạn Chun Young và bạn Thu Hà. Hai bạn sẽ cùng nhau hỏi và đáp thích bạn thích mùa nào và tại sao lại thích. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Bạn Chun Young sẽ hỏi bạn Thu Hà. Thu Hà 씨는 어느 계절을 제일 좋아해요? Thu Hà 씨는 어느 계절을 제일 좋아해요? Thu Hà sẽ trả lời. 저는 봄을 좋아해요. 저는 봄을 좋아해요. 왜 봄을 좋아해요? 왜 봄을 좋아해요? Bạn Thu Hà sẽ trả lời. 날씨가 따뜻해서 좋아해요. 날씨가 따뜻해서 좋아해요. 준영 씨는 어느 계절이 좋아요? 준영 sẽ trả lời như sau. 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. 겨울은 춥지 않아요? 겨울은 춥지 않아요? 춥지만 괜찮아요. 춥지만 괜찮아요. Các bạn có hiểu không? Hai bạn đã nói gì nhỉ? Các bạn ấy hỏi, cùng nhau hỏi và đáp về thời tiết, về mùa. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lượt nữa nhé, để xem hai bạn đó nói gì. Thu Hà 씨는 어느 계절을 제일 좋아해요? Thu Hà 씨는 어느 계절을 제일 좋아해요? Thu Hà thích mùa nào nhất? Thu Hà 씨는 có nghĩa là gì? Thu Hà à, hoặc là Thu Hà ơi, hoặc là chị Thu Hà à. 어느 có nghĩa là nào, 계절 có nghĩa là mùa. 어느 계절 là mùa nào. 제일 có nghĩa là nhất, hoặc nó giống với từ 가장. 가장 trong tiếng Hàn cũng có nghĩa là nhất, 가장 hoặc là 제일 mang nghĩa là nhất. 좋아해요 có nghĩa là thích, dạng nguyên thể là 좋아하다. 어느 계절을 제일 좋아해요? Thích mùa nào nhất?
Bạn Thu Hà sẽ trả lời. 저는 봄을 좋아해요. 봄, 봄 có nghĩa là mùa xuân. 봄을 좋아해요. Mình thích mùa xuân. Ở vị trí này, trước của động từ 좋아해요 các bạn có thể thêm 제일 nhất hoặc là 가장. Có thể nói rằng 저는 봄을 제일 좋아해요. Mình thích mùa xuân nhất. Hoặc các bạn chỉ cần nói rằng mình thích mùa xuân. Mình thích mùa xuân. 봄을 좋아해요. Chun Young sẽ hỏi tiếp. 왜 봄을 좋아해요? Tại sao bạn hoặc là tại sao cậu lại thích mùa xuân? 왜 tại sao? 왜 봄을 좋아해요? Bạn Thu Hà sẽ trả lời. 날씨가 따뜻해서 좋아해요. 날씨가 따뜻해서 좋아해요. 준영 씨는 어느 계절이 좋아요? 준영 씨는 어느 계절이 좋아요? Có nghĩa là 날씨가 따뜻해서 좋아해요. Vì thời tiết ấm áp nên mình thích. Chúng ta sẽ có cụm từ ở đây là 날씨가 따뜻해요. Có nghĩa là thời tiết ấm áp. Khi mà trình bày trong một cái cấu trúc là vì nên ấy, thì chúng ta sẽ có động từ hoặc là tính từ cộng với so. Động từ hoặc là tính từ chia theo đuôi yo, bỏ yo đi cộng với so. Chúng ta sẽ có 날씨가 따뜻해서, có nghĩa là gì? Vì thời tiết ấm áp nên 좋아해요, nên mình thích. Chúng ta sẽ lưu ý ở đây nhé, đó là về cách phát âm 따뜻해서. Chúng ta sẽ có ở đây âm sờ vị trí bắt chim, kết hợp theo sau của nó là một âm tiết bắt đầu bằng phụ âm hờ. Thì các bạn sẽ nối sờ và hờ lên, các bạn đọc thành âm thờ, sẽ là 따뜻해서, 따뜻해서 좋아해요. 준영 씨는, 준영 thì 어느 계절 có nghĩa là mùa nào, 좋아요, 좋아요 có nghĩa là gì? Chúng ta cũng có thể dịch là thích. Đối với Chunyoung thì mùa nào thì được hoặc là mùa nào thì cậu thích. Ta sẽ có nhá, có thể hỏi là Chunyoung 씨는 어느 계절을 좋아해요? Hoặc Chunyoung 씨는 어느 계절이 좋아요? Đều được nhá, hai cái câu này nội dung nó tương tự nhau, đều hỏi là bạn thích mùa nào. Tiếp theo chúng ta sẽ có bạn Chunyoung sẽ trả lời như sau. 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. Có nghĩa là tớ thích mùa đông vì có tuyết rơi. 저는 có nghĩa là gì? Tớ hoặc mình hoặc em. 눈이 와서 chúng ta có 눈이 오다 dạng nguyên thể là 오다. Khi mà các bạn kết hợp với 서 ấy thì động từ các bạn chia theo đuôi 요. Như vậy 오다 chia theo đuôi 요 sẽ là 와요 đúng không? Thì các bạn sẽ có 와, bỏ 요 đi, các bạn kết hợp với 서 sẽ là 눈이 와서, có nghĩa là vì tuyết rơi nên 겨울이 좋아요. 겨울, 겨울 có nghĩa là mùa đông. Tớ thích mùa đông vì có tuyết rơi. Các bạn cũng có thể sử dụng như sau. 저는 눈이 와서 겨울을 좋아해요. Ta sẽ có nhá. Thực ra 좋아해요 nó là một tính từ, nên là chúng ta sẽ sử dụng thêm cái trợ từ y ở đây gắn vào ngay vào sau của 겨울. Còn nếu các bạn sử dụng với động từ 좋아해요 ấy thì ở đây các bạn sẽ sử dụng với trợ từ là 을. Như vậy lưu ý nhá, động từ hoặc là tính từ các bạn cần xác định được thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng trợ từ một cách chính xác. Ơn sẽ cộng với động từ, còn ika sẽ cộng với một tính từ đằng sau. Thu Hà sẽ trả lời, sẽ hỏi như sau. 겨울은 춥지 않아요? 겨울은 춥지 않아요? Có nghĩa là mùa đông không lạnh à? 겨울 mùa đông, 춥다 có nghĩa là lạnh, 지 않아요 là một động từ, là một từ để hỏi ngữ pháp, mang nghĩa là gì nhỉ? Không, không lạnh à? 춥지 않아요? 춥지 않아요? Không lạnh sao? 겨울은 춥지 않아요? Mùa đông không lạnh à? Chun Young sẽ trả lời như sau. Chun Young, 춥지만 괜찮아요. 춥지만 괜찮아요. Lạnh nhưng mà không sao. 춥다. 지만 có nghĩa là nhưng, đằng trước của nó sẽ kết hợp với một động từ hoặc là tính từ. 괜찮아요 không sao cả. 괜찮다 có nghĩa là không sao, ổn. 춥지만 괜찮아요, lạnh nhưng mà không sao, tôi vẫn thích bởi vì có tuyết rơi.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần phát âm, đó là các bạn cần chú ý, vừa rồi mình đã lưu ý rồi. Đó là vị trí 받침, vị trí phụ âm cuối là 서, theo sau là một âm tiết bắt đầu bằng phụ âm 허, thì chúng sẽ được kết hợp với nhau thành 더. Các bạn sẽ phát âm thành 더, bật hơi. Ví dụ đối với cụm tính từ là 따뜻하다 đúng không? Các bạn sẽ phát âm như sau, sẽ là 따뜻하다, 따뜻하다. Sẽ phát âm là 따뜻하다, như vậy nhé, 타타, không phải là 따뜻하다. Các bạn phát âm là 따뜻하다, không sai, chỉ là không tự nhiên thôi. Người Hàn Quốc sẽ phát âm là 따뜻하다, các bạn chú ý. Hoặc đối với cụm 못하다, có nghĩa là không thể, thì người Hàn Quốc cũng nối âm lên, chúng ta cũng sẽ nối âm sờ kết hợp với hờ. Các bạn sẽ phát âm thành âm thờ, sẽ là 못하다, 못하다. Không phải là 못하다 mà sẽ là 못하다. Hoặc đối với cụm từ 깨끗하다, các bạn cũng nối âm lên nhé, sẽ là 깨끗하다, 깨끗하다, 깨끗하다. Như vậy nhé. Như vậy chúng ta chú ý, đằng trước là một âm tiết, kết thúc là một phụ âm sờ, theo sau của nó là một âm tiết bắt đầu bằng phụ âm hờ, thì hai cái âm này sẽ được kết hợp với nhau phát âm thành thờ, sẽ là 따뜻하다, 따뜻하다 và 못하다 hoặc 깨끗하다. Các bạn chú ý. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi vào hội thoại và các bạn cũng thấy trong bài xuất hiện một số những ngữ pháp. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào xem cụ thể đó là những ngữ pháp nào nhé. Thứ nhất chúng ta sẽ có động từ hoặc là tính từ chia theo đuôi a, o, yo kết hợp với so, mang nghĩa là vì nên. Vừa rồi chúng ta có câu là gì nhỉ? Vì mùa đông ấy, vì có tuyết rơi nên là tôi thích mùa đông, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có cái ngữ pháp này, nó mang nghĩa là vì nên, chỉ nguyên nhân, kết quả. Và mệnh đề đằng trước sẽ là mệnh đề nguyên nhân và mệnh đề đằng sau sẽ là kết quả. Và chúng ta lưu ý rằng a, o hay là do, so thì nó phụ thuộc vào những cái động từ hoặc là tính từ. Nó kết thúc bằng nguyên âm a hoặc o ấy. Đối với những cái động từ hoặc là tính từ kết thúc bằng nguyên âm a hoặc là o thì chúng ta sẽ sử dụng với a, so. Đối với những động từ hoặc là tính từ kết thúc bằng nguyên âm khác, khác a và o ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng với o, so. Còn đối với những động từ hoặc là tính từ kết thúc bằng ha tả thì chúng ta sẽ chuyển ha tả thành he, so. Tức là các bạn hiểu rằng đối với những cái động từ hoặc là tính từ này, các bạn áp dụng quy tắc chia theo đuôi yo. Sau đó là các bạn sẽ bỏ yo đi, cộng với so. Và các bạn lưu ý nhé, đối với cái ngữ pháp này thì cái mệnh đề đằng trước ấy, cái vế đằng trước của a, o, yo, so ấy, thì các bạn không chia đuôi quá khứ, mà đằng sau các bạn sẽ chia đuôi quá khứ nhé. Các bạn ở cái đuôi mệnh đề đằng sau này, các bạn có thể sử dụng với thì quá khứ, hiện tại và tương lai đều được, nhưng mệnh đề đằng trước các bạn không chia đuôi quá khứ. Ví dụ để các bạn có thể hiểu, các bạn hãy ghi nhớ lại nhé, vừa rồi trong hội thoại chúng ta có một câu là 날씨가 따뜻해서 좋아해요. Đó là khi bạn Chun Young hỏi tại sao bạn Thu Hà lại thích mùa xuân, thế thì bạn Thu Hà trả lời rằng 날씨가 따뜻해서 좋아해요. Có nghĩa là vì thời tiết ấm áp nên thích. 날씨가 따뜻해서 có nghĩa là vì. Mệnh đề đằng trước lý giải nguyên nhân, vì thời tiết ấm áp nên đằng sau sẽ dẫn đến một mệnh đề kết quả là 좋아해요, nên tớ thích. Chúng ta sẽ có từ ở đây 따뜻하다. Thì các bạn khi mà áp dụng theo cái cấu trúc này, các bạn sẽ có là, các bạn học nhá, 하다 thì các bạn sẽ chuyển thành 해서, 따뜻해서. Như vậy đối với những cái từ mà kết thúc bằng gốc 하다, các bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang 해서 như thế này. Rất đơn giản. Một ví dụ nữa, 감기에 걸려서 학교에 못 갔어요. 감기에 걸려서 학교에 못 갔어요. Có nghĩa là vì bị cảm nên đã không đến trường được. Chúng ta có ở đây 감기에 걸리다. Các bạn sẽ có 감기에 걸리다 là một cụm động từ mang nghĩa là bị cảm cúm. Khi mà các bạn sử dụng với ngữ pháp vì nên ý, thì các bạn sẽ có 걸리다. Khi mà các bạn chia theo yo sẽ là 걸려요, 걸려요. Các bạn sẽ bỏ yo đi kết hợp với so sẽ là 걸려서. Đối với những cái từ mà động từ hoặc là tính từ kết thúc có một nguyên âm như thế này, nguyên âm y, thì nó sẽ cộng với o đúng không?
o so đúng không? Và khi mà y và o kết hợp với nhau, người ta viết liền là do như thế này. Như vậy ta sẽ có 감기에 걸리다. Chuyển sang ngữ pháp này sẽ là 감기에 걸려서 학교에 못 갔어요. Nên đã không thể đến trường. Một là không thể. 학교에 갔어요 có nghĩa là đã đến trường. Còn cái mệnh đề phủ định không thể đến trường hoặc là không đến trường được ấy, các bạn sẽ thêm cái từ phủ định là từ một đằng trước của động từ. 학교에 못 갔어요 đã không đến trường được. Như vậy các bạn hãy ghi nhớ mệnh đề đằng trước của so sẽ chia theo đuôi a, o, yo. Các bạn cộng với so, các bạn cứ hiểu một cách đơn giản đó là động từ hoặc là tính từ với đằng trước các bạn chia theo đuôi yo, sau đó bỏ yo đi kết hợp với so. Và mệnh đề đằng trước luôn luôn sẽ là mệnh đề chỉ ra nguyên nhân, mệnh đề đằng sau của so sẽ là mệnh đề chỉ ra kết quả. Một ví dụ nữa, 시간이 없어서 그냥 건너뛰었어요. 시간이 없어서 그냥 건너뛰었어요. Có nghĩa là vì không có thời gian nên đã cứ thế chạy qua. Chúng ta sẽ có ở đây 시간이 없다 có nghĩa là không có thời gian. 시간 là thời gian, 없다 là không có. Thế thì vì không có thời gian thì các bạn sẽ sử dụng với cấu trúc so này. Khi đó chúng ta sẽ có 없다 chia theo yo sẽ là 없어요 đúng không? Thế thì các bạn bỏ yo đi sẽ là 없어서. Thì khi đó sẽ là vì không có thời gian nên 그냥, 그냥 có nghĩa là cứ thế, cứ vậy. 건너뛰다, 건너뛰다 có nghĩa là gì? 건너뛰다 là gì? Chạy qua, chạy băng qua. Thế thì cứ thế chạy băng qua sẽ là 그냥 건너뛰다. Và khi mà chia theo đuôi quá khứ ấy, sẽ là 뛰었어요. 그냥 건너뛰었어요. 뛰었어요, 건너뛰었어요. Đã chạy qua. Như vậy chúng ta sẽ có cấu trúc so này sử dụng với cả động từ hoặc là tính từ. 시간이 없어서 그냥 건너뛰었어요. Vì không có thời gian nên tôi đã cứ thế chạy qua. Các bạn rất là dễ sử dụng ngữ pháp này. Các bạn chỉ cần nhớ là động từ hoặc là tính từ. Các bạn chia theo đuôi yo, bỏ yo đi cộng với so. Một ví dụ nữa. 밥을 먹다, 밥을 먹다 có nghĩa là ăn cơm. Thế thì khi mà kết hợp với cấu trúc này các bạn cũng có đó là mộc tà, các bạn chia theo yo sẽ là mo cò yo đúng không? Các bạn bỏ yo đi kết hợp với so sẽ là mo cò so. Ví dụ nhá. 밥을 많이 먹었어서 배가 아파요. Câu này chúng ta sẽ có đây là một câu sai. Vừa rồi mình đã lưu ý ở phần lý thuyết rồi, đó là đằng trước của mệnh đề so thì sẽ không bao giờ được chia theo đuôi quá khứ. Mà các bạn muốn sử dụng đuôi quá khứ, các bạn hãy chia ở mệnh đề sau. Đây là một câu sai nhá. Một ví dụ nữa, một câu nữa. 밥을 많이 먹어서 배가 아파요. Có nghĩa là vì ăn nhiều, 많이 là nhiều, vì ăn nhiều nên 배가 아파요, đau bụng. 배 có nghĩa là bụng, 배가 아프다 là đau. Khi mà các bạn chia theo đuôi yo sẽ là 배가 아파요. Vì ăn nhiều nên là tôi đã bị đau bụng. Đây là một câu chúng ta thể hiện là ở thì đằng trước này chúng ta hiểu đó là mệnh đề đã xảy ra rồi, tức là đã ăn nhiều rồi nên là 배가 아파요. Cái sự việc đau ấy có thể hiểu là nó đang xảy ra, tức là bây giờ tôi mới đau. Vì tôi đã ăn nhiều nên là bây giờ tôi thấy đau bụng. Thì các bạn có thể chia ở thì hiện tại là gì? 배가 아파요. Hoặc các bạn cũng có thể chia ở đuôi quá khứ đó là gì nhỉ? 밥을 많이 먹어서 배가 아팠어요. Có nghĩa là vì ăn nhiều nên tôi đã bị đau bụng. Ví dụ là gì? Hôm qua vì ăn nhiều nên là hôm qua tôi đã bị đau bụng. Thì các bạn cũng có thể chia 아팠어요, tức là chia theo đuôi quá khứ, tức là cái việc mà bị đau bụng ấy nó đã xảy ra và kết thúc rồi. Như vậy qua cái ví dụ này mình lưu ý cho các bạn rằng đó là chúng ta sử dụng cái cấu trúc so này, đằng trước thì không bao giờ được sử dụng với đuôi quá khứ, không bao giờ được sử dụng với đuôi quá khứ như thế này. Mà muốn sử dụng đuôi quá khứ các bạn phải sử dụng ở mệnh đề sau, ở mệnh đề kết quả. Và các bạn có thể sử dụng với hiện tại này, hoặc là tương lai, hoặc là thì quá khứ ở cái mệnh đề sau này. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ngữ pháp thứ hai, đó là động từ hoặc là tính từ cộng với chi ăn thả, mang nghĩa là không. Chi ăn thả mang nghĩa là không. Các bạn lưu ý về cách phát âm, đó là chúng ta sẽ có ở đây vị trí của an này, nó có bát chim kép. Thì các bạn giữ lại một bát chim đầu tiên để các bạn đọc. Bát chim thứ hai âm hờ kết hợp với âm tờ đằng sau, các bạn sẽ phát âm thành thờ, sẽ là chi ăn thả. Các bạn lưu ý nhá, chi ăn thả.
có nghĩa là không. Ngữ pháp này mang nghĩa phủ định và cách sử dụng đó là rất đơn giản. Động từ hoặc là tính từ các bạn chỉ cần bỏ tà đi thôi và cộng ngay với chi ăn thả. Chi ăn thả các bạn có thể sử dụng với chi ăn nayo, chi theo đuôi yo hoặc chi ăn sun nì đà, chi theo đuôi nì đà. Ví dụ với từ chụp tà, chụp tà, các bạn sẽ có một ví dụ như sau. Kyo urun chụp chi ăn nayo. Kyo urun chụp chi ăn nayo. Có nghĩa là mùa đông không lạnh à? Đây là một câu trong hội thoại. Khi mà hỏi là không lạnh à hoặc là không gì đó thì các bạn sẽ có tính từ chụp tà, các bạn bỏ tà đi và gắn chi ăn thả vào đằng sau. Tùy thuộc các bạn có thể sử dụng với đuôi yo là đuôi câu thân mật lịch sự sẽ là chụp chi ăn nayo, không lạnh hả? Một ví dụ nữa với động từ mokku sipta. Mokku sipta có nghĩa là muốn ăn. Khi mà kết hợp với ngữ pháp này các bạn sẽ có một câu như sau. Amukotu mokku sipchi ansumnida. Có nghĩa là tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Amukotu có nghĩa là bất cứ cái gì. Mokku sipta có nghĩa là muốn ăn. Thế thì trong câu phủ định không muốn ăn thì các bạn sẽ có sipta, các bạn bỏ tà đi và gắn chi ăn thà vào đằng sau. Và các bạn có thể sử dụng với chi ansumnida là đuôi câu trang trọng lịch sự tôn kính. 아무것도 먹고 싶지 않습니다. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Như vậy các bạn lưu ý nhé, đối với ngữ pháp này, động từ hoặc là tính từ đều sử dụng được. Và các bạn sẽ có đó là bỏ tà đi và gắn chi ăn thà vào đằng sau. Tùy thuộc các bạn có thể sử dụng với đuôi yo hoặc đuôi nì tà. Và các bạn có thể sử dụng với các đuôi câu hiện tại, tương lai, quá khứ đều được. Tiếp theo, ngữ pháp thứ ba đó là động từ hoặc là tính từ cộng với chi man, mang nghĩa là nhưng. Đây cũng là một ngữ pháp xuất hiện trong hội thoại. Chúng ta sẽ có ngữ pháp này ấy, thì nó mang nghĩa là nhưng. Ví dụ là gì? Chỉ cái sự đối lập. Ai đó xinh đẹp nhưng mà tính cách rất là xấu. Chỉ sự đối lập các bạn nhé. Và cũng rất là đơn giản. Đối với ngữ pháp này thì các bạn động từ hoặc là tính từ các bạn cũng chỉ cần bỏ tà đi thôi và gắn ngay chi man vào đằng sau. Ví dụ, 외모는 예쁘지만 성격은 나빠요. 외모는 예쁘지만 성격은 나빠요. Có nghĩa là ngoại hình thì xinh đẹp nhưng tính cách thì xấu. 외모, 외모 có nghĩa là gì? Ngoại hình. Ngoại hình thì 예쁘다. Chúng ta sẽ có dạng nguyên thể 예쁘다 là xinh đẹp. 성격, 성격 có nghĩa là tính cách. 나쁘다 là dạng nguyên thể có nghĩa là xấu. Khi mà 치토리요 sẽ là 나빠요, xấu. Tức là đang chỉ sự đối lập giữa cơ thể, giữa là cái ngoại hình với lại cái tính cách. Chúng ta có thể dịch là đẹp người nhưng mà xấu nết, hoặc là ngoại hình thì xinh đẹp nhưng tính cách thì xấu. Như vậy nhá, cái ngữ pháp này để chỉ sự đối lập. Một ví dụ nữa. 영화를 보고 싶지만 시간이 없어요. 영화를 보고 싶지만 시간이 없어요. Có nghĩa là muốn xem phim nhưng mà không có thời gian. Ở đây chúng ta sẽ có, các bạn sẽ nhìn chi man, đằng trước của chi man sẽ là một động từ là gì nhỉ? Bố cô xịp tà có nghĩa là muốn xem. Bô tà là xem, còn cô xịp tà có nghĩa là muốn. Giọng hoa rê, bố cô xịp tà có nghĩa là muốn xem phim. Nhưng cái mệnh đề đối lập là gì nhỉ? 시간이 없어요, không có thời gian. Như vậy, 영화를 보고 싶지만 시간이 없어요. Tớ muốn xem phim nhưng mà tớ không có thời gian. Tiếp theo, khi mà cũng là ngữ pháp này nhưng mà khi kết hợp với danh từ ấy thì các bạn sẽ có một dạng đó là danh từ nếu mà không có bát chim cộng với chi man, còn nếu mà danh từ có phụ âm dưới thì các bạn sẽ cộng với y chi man, mang nghĩa là nhưng. Ví dụ là gì nhỉ? 외국인이지만 베트남어를 잘해요. Có nghĩa là vì là người, mặc dù là người nước ngoài nhưng giỏi tiếng Việt. 지만 mang nghĩa là nhưng. Các bạn sẽ có ở đây danh từ là 외국인. 외국인 có nghĩa là người nước ngoài. 외국 có nghĩa là ngoại quốc, còn in mang nghĩa là người. 외국인 là người ngoại quốc. Trường sở dĩ ở đây chúng ta sẽ sử dụng với 지만, y 지만 là bởi vì danh từ ở đây có bát chim, in có bát chim là âm n, thì các bạn sẽ cộng với y 지만. Trong trường hợp mà danh từ không có bát chim, ví dụ là gì?
아빠, 아빠 thì là bố thì không có bát chim đúng không? Thì các bạn chỉ cần là gì nhỉ? 아빠지만 có nghĩa là gì? Là bố nhưng mà 책임이 없어요, nhưng mà không có trách nhiệm chẳng hạn. Thì trong trường hợp mà danh từ không có bát chim ấy thì chúng ta sẽ cộng với 지만. Còn trong trường hợp này danh từ 외국인 có bát chim thì các bạn sẽ cộng với 이지만. 외국인이지만 베트남어를 잘해요. Là người nước ngoài hoặc là tuy là người nước ngoài nhưng giỏi tiếng Việt. Như vậy chúng ta sẽ có cái ngữ pháp 지만 này, nó mang nghĩa là nhưng hoặc là tuy nhưng, để thể hiện sự đối lập giữa hai vế câu. Có thể kết hợp được với cả động từ hoặc là tính từ, và kết hợp được với cả danh từ nữa. Tuy nhiên đối với danh từ thì các bạn cần lưu ý đó là phụ thuộc vào danh từ có bát chim hay không có bát chim, mà các bạn thêm y hay là không có y trước 지만. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 연습, luyện tập. Đó là các bạn hãy trả lời câu hỏi 여러분, 어느 계절을 좋아해요? 왜요? Các bạn thích mùa nào? 왜요? Tại sao? Mình sẽ đưa ra một vài câu gợi ý thôi, còn đây là một phần luyện tập. Các bạn hãy tự trả lời và tự luyện nói một mình nhé. Chúng ta sẽ có ví dụ như 저는 봄을 좋아해요. Tôi thích mùa xuân. 봄 có nghĩa là mùa xuân, 좋아해요, thích. Hoặc một câu như sau, 저는 여름을 좋아해요, tôi thích mùa hè. Sau đó là các bạn có thể diễn giải thêm, ví dụ nhà mùa hè thì có thể ăn rất là nhiều kem này, hoặc mùa hè thì có thể đi bơi, đi du lịch, đi tắm biển, vân vân. Đó là vì lý do mà thích mùa hè. Hoặc như mình thì mình thích mùa hè vì mình sinh ra vào mùa hè chẳng hạn. Hoặc 저는 가을을 좋아해요, tôi thích mùa thu. 가을, 가을 là mùa thu. 가을을 좋아해요, mình thích mùa thu. Có thể lý giải vì 단풍이 예뻐서 가을을 좋아해요. Vì mùa thu thì lá đổi màu rất đẹp nên là tôi thích mùa thu. 단풍 có nghĩa là lá đổi màu. 예뻐요 có nghĩa là xinh đẹp hoặc là đẹp. 단풍이 예뻐서 có nghĩa là vì lá đổi màu rất đẹp nên 가을을 좋아해요, nên tôi thích mùa thu. Có thể đó là một lý do. Hoặc 하늘이 매우 맑아요. 하늘이 매우 맑아요. Bầu trời rất quang đãng, rất trong xanh. 하늘 là bầu trời, còn 매우 là rất hoặc là vô cùng. Còn 맑아요 có nghĩa là trong xanh, quang đãng. 하늘이 매우 맑아서 가을을 좋아해요. Các bạn có thể sử dụng với cấu trúc so ở đây. Đó là gì nhỉ? 하늘이 매우 맑아서 가을을 좋아해요. Vì bầu trời rất là trong xanh, quang đãng nên tôi thích mùa thu. Đây là một số những gợi ý. Các bạn có thể diễn giải nhiều hơn lý do tại sao mà mình thích mùa đó. Các bạn hãy tự luyện tập nhé. Có thể tự viết ra, sau đó là tự nói hoặc là hỏi bạn bè của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại hội thoại. Phần số 2 đấy, đó là phần hội thoại. Các bạn hãy cùng nghe lại nhé. Bạn Chun Young sẽ hỏi 토하 씨는 어느 계절을 제일 좋아해요? 토하 씨는 어느 계절을 제일 좋아해요? 저는 봄을 좋아해요. 저는 봄을 좋아해요. 왜 봄을 좋아해요? 왜 봄을 좋아해요? 날씨가 따뜻해서 좋아해요. 준영 씨는 어느 계절이 좋아요? 날씨가 따뜻해서 좋아해요. 준영 씨는 어느 계절이 좋아요? 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. 겨울은 춥지 않아요? 겨울은 춥지 않아요? 춥지만 괜찮아요. 춥지만 괜찮아요. Các bạn đã nghe rõ chưa? 토하 씨는 토하 아 어느 계절을 제일 좋아해요? Bạn thích mùa nào nhất? Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Đây là một câu kinh điển, chúng ta hỏi ai đó thích mùa nào. 어느 계절을 제일 좋아해요? Bạn thích mùa nào nhất? 저는 봄을 좋아해요. Mình thích mùa xuân nhất.
Hoặc các bạn có thể thay thế là gì nhỉ? 여름을 좋아해요. Mình thích mùa hè. Hoặc là 가을을 좋아해요. Mình thích mùa thu. 왜 봄을 좋아해요? Tại sao lại thích mùa xuân? Trả lời 날씨가 따뜻해서 좋아해요. Vì thời tiết ấm áp nên là mình thích. Và các bạn có thể giải thích thêm là gì nhỉ? Vì mùa xuân thì hoa nở rất là đẹp. 꽃이 피우다 có nghĩa là hoa nở. 꽃이 피워서 좋아해요. Vì hoa nở nên là mình rất là thích. Ở đây các bạn lưu ý về cách phát âm, đó là chúng ta sẽ nối âm bát chim lên, sờ và hờ sẽ là thờ. 따뜻해요. 따뜻해서 좋아해요. 준영 씨는 어느 계절이 좋아요? 준영 thì thích mùa nào? 저는 눈이 와서 겨울이 좋아요. Vì mùa đông có tuyết rơi nên là tớ thích mùa đông. 겨울은 춥지 않나요? Mùa đông thì không lạnh à? 춥지 않나요? Chúng ta có ngữ pháp đó là động từ hoặc là tính từ cộng với 지 않다 mang nghĩa là không, phủ định. 춥지만 괜찮아요. Lạnh nhưng mà không sao cả. Chúng ta cũng có ngữ pháp đó là động từ hoặc là tính từ cộng với 지만 mang nghĩa là tuy nhưng. Mệnh đề đằng trước và mệnh đề đằng sau đối lập nhau. Lạnh nhưng mà không sao. Như vậy ở hội thoại này các bạn cần lưu ý đó là chúng ta sẽ cùng nhau hỏi, biết cách hỏi và trả lời bạn thích mùa nào và giải thích tại sao lại thích. Và chúng ta cũng có ngữ pháp đó là cách sử dụng với động từ hoặc là tính từ chia theo đuôi a, o, do, so mang nghĩa là vì nên. Ngữ pháp nữa đó là cách sử dụng với 지 않다 mang nghĩa là phủ định không, động từ hoặc là tính từ cộng với 지 않다 mang nghĩa là không. Và ngữ pháp thứ ba đó là động từ hoặc là tính từ hoặc là danh từ cộng với 지만 hoặc là 이지만 mang nghĩa là tuy nhưng. Và các bạn cần lưu ý nữa đó là cách phát âm. Đó là đối với những cái từ mà âm tiết có bắt chim là âm sờ, theo sau của nó là một âm tiết bắt đầu bằng phụ âm hờ, thì các bạn sẽ phát âm biến đổi thành âm thờ. Như vậy các bạn chú ý nhé. Qua hội thoại này các bạn sẽ học được những từ vựng về thời tiết và mùa, học được các ngữ pháp và học được về cách phát âm. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải qua bài số 4, 날씨와 계절, thời tiết và mùa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨어요. 감사합니다.